cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, con hân hoan vì Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và vẫn đang sống. Chúa đó, như Gioan chỉ cho Phêrô thấy Chúa Giêsu khi cả hai đang đánh cá thế nào, xin cho con cũng ý thức được sự hiện diện của Chúa ở những nơi con bước đến như vậy, qua lòng bác ái, trong cử chỉ và lời nói của mình. Hiệp cùng toàn thể giáo hội và những anh chị em trong mạng lưới cầu nguyện, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, cho tất cả những ai đang xả thân chăm lo sức khỏe cho những người đau yếu nhất, đặc biệt là các nhân viên y tế. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Tình yêu đích thực hiệp nhất mọi yếu tố của tính cách con người và trở thành một ánh sáng mới hướng đến một cuộc sống sung mãn và tròn đầy. Lạy Chúa, liệu có còn điều gì chưa phải là tình yêu trong tâm hồn con? Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con lắng dịu hơi thở của mình trong giây phút cầu nguyện và chuẩn bị khép lại ngày sống hôm nay. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà con được nhận lãnh. Những cuộc đối thoại của con diễn ra thế nào? Con đã tập trung vào điều gì? Những lúc khó khăn, con đã phản ứng ra sao? Con đã vượt qua trở ngại với tinh thần như thế nào? Con ghi nhớ lại những câu trả lời này. Lạy Cha, con xin dâng Ngài một ngày sống mới để được thông phần niềm vui và sự bình an trong tâm hồn của con và của cả anh chị em con. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.